lại là bắt bước một không tốt đến. Tấn công từ hàng sau rất hay. Quá mạnh mẽ đến. Phát bóng ăn điểm. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam về thể lực rất nhiều sau nỗ lực tại ABC Club năm 2023. Bóng trong sân. Thành Thúy. Hàng sau. Phát bóng 86. Bóng trong sân. 23-17. Chấn bóng ra ngoài và xem một kết thúc với bàn thắng 2. Cơ hội cho Philippines lên điểm. Pha chuyền hai rất hay của chuyền cao của Palomata, mét 75. Pha chuyền rất cao của chính xác. Ba cái điểm nữa của rất hay của đây thì bóng đã chạm chắn bay ra ngoài sau cú dứt. Bảy mươi Tolentino trúng người của Sotel. Bóng leo lưới của Miyazidia. Miyazidia vừa công số 2. Tiếp tục là Megawati. Điểm cho Philippines 2-0. Điểm cho Philippines 10-12. Không được rồi. Ta cùng xem lại tình huống này. Đội bóng đã chặn tay chắn của Megawati. Điểm cho Philippines. Thêm một điểm nữa cho Philippines. Julia. Điểm cho Philippines. Phải điểm. Trở lại là chính mình. Và tấn công sau 3 mét tốt.